Trúc Nhân dự định đổi nghệ danh, lý do khiến ai nấy đều bật cười. Trúc Nhân là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng của showbiz, sở hữu lượng fan hùng hậu bậc nhất. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc luôn công phá top các bảng xếp hạng trong nước, nam ca sĩ còn được yêu mến nhờ khả năng hài hước, duyên dáng. Mới đây nhất, Trúc Nhân khiến netizen không nhịn được cười khi chia sẻ dự định đổi nghệ danh. Theo đó, nghệ danh là chuyện hệ trọng, quyết định đến tên tuổi cũng như nhiều vấn đề khác trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, Trúc Nhân lại đưa ra ý định đổi nghệ danh. Theo đó, trên trang cá nhân, giọng ca có không giữ mất đường tìm hài hước viết: "Chắc đổi tên thành Trúc Nhàn quá chứ đi hát gì mà không ai cho hát hết trơn." Hóa ra lý do mà nam ca sĩ nuôi ý định đổi nghệ danh là vì vốn dĩ bản thân là ca sĩ, song không biết vì lý do gì mà anh chàng không được cho hát. Vì vậy, nên bản thân Trấn Thành dự sẽ đổi từ Trúc Nhân sang Trúc Nhàn. Biết được lý do, nhiều fan đã không nhịn được cười, một số người còn lầy lội đến mức hy vọng rằng nam ca sĩ sẽ sớm ra mắt với nghệ danh mới trong thời gian sớm nhất. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!